chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Chào tất cả mọi người nhé. Mình vừa mới làm xong video. Ôi giời, 1:57. Hiện tại bây giờ đã là 1:57 rồi. Đó, mình phải nghỉ rồi, mai làm tiếp thôi. Bây giờ phải đi kiếm cái gì bỏ bụng, đã đói quá. Khá là đói mà. Cho mọi người xem luôn. Đây là phòng làm việc mới của mình này. Đấy, video mình làm để chuẩn bị cho ngày mai đấy. Giờ phải kiếm cái gì thì bỏ bụng thôi, đói quá rồi. Bật cái điện lên sáng sủa. Giờ này khuya lắm rồi nên là chả còn một tiếng gì nữa. Tiếng xe cộ hay là tiếng gì nữa. Giờ thì có tiếng dế. Và đây là khu bếp nhà mình nhá. Đây. Ây chà, tủ lạnh xem là có cái gì để chén được không đây. Mày quá, còn một lon bia lót dạ. Cái này dùng được này. Để ra đây. À đây, cái gì đây? Thịt chua. Thịt chua. Nhưng mà đang đói, thịt chua là không ổn. Xả này. Xả này. Nhưng không có gì nấu với xả. Cái tủ lạnh nhà mình hôm nay nó. Ôi dồi ôi. Đây. Mọi người biết đây là quả gì không? Cam thối rồi, vẫn đút trong tủ lạnh này. Này, đính chính lại vợ cũng được. Ôi dồi ôi. Cái món gì không? Cá khô à? Dưa hành. À đây. Wow. Chút xích mình ạ. Ba cái xúc xích. Còn đâu hết toi rồi, còn cái bát gì đây. Ôi dồi ôi. Bát mận này. Hết toi rồi, nhìn cái tủ lạnh như mình trống trơn rồi. Chẳng còn gì nữa. Xem đây là thiết kế nấu ăn thôi. Đói lắm rồi. Mọi người thấy công việc của một YouTuber nó khổ chưa? Giờ vẫn chưa được ngủ đây. À đâu, hình như mình còn phát hiện ra có hai quả trứng. À đấy, vẫn nhớ lắm. Hai quả trứng đấy. Vậy là một bữa ăn buổi tối đấy. Một bữa ăn ban đêm. Chưa còn cơm nào. À, còn cơm nguội. Ok. Giờ mình sẽ thiết kế món trứng xúc xích với cơm nguội. À, món gì nhỉ? Thế được. Ăn trứng với xúc xích xào lên ăn với cơm nguội. Mình thích ăn như vậy. Đấy, mọi người biết mình chế biến món gì không? Mình thích ăn theo kiểu trứng cứ khuấy 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 hết lên cho dầu mỡ với kia khuấy lên. Nhưng mình đang tìm đôi đũa. Không biết là nó ở đâu đây.
thì à? Đấy, cứ thế mà đảo nó lên, với mỡ với dầu rán với lại mì trứng, nếu vậy thôi, ăn với cơm nguội ngon lắm. Ủa thôi. Trời. Đảo khi nào nó khô cái mặt. À, xong rồi tôi cắt xúc xích vào. Đây, bữa đêm khuya của mình đây, cho mọi người xem. Thực ra là mình thích ăn kiểu trộn tất vào xong rồi khó khoáng lên ấy. Nhưng mà thôi, ăn thế này là ngon này, đêm khuya. Đây, mời mọi người ra đây thưởng thức cùng mình nhé. Ai da, mời tất cả mọi người nhá. Thật ra là bây giờ là cũng khá là đói rồi. Ủa, điện thoại nhỉ đâu nhỉ? Cũng phải tầm 2 giờ rồi đấy. Ăn kiểu này là ngon lắm. À đấy, quên. Vậy thằng Máu Đệ nữa. À, bật cái điện lên cho nó sáng xuống. Máu Đệ ơi. Máu Đệ. Máu Đệ ơi. Nó đi ngủ mất rồi. Một mình ngồi ăn cũng chán nhưng mà mọi người không muốn gọi là giấc. À, không biết ấy, chết. Mọi người thấy yên tĩnh không? Tại vì thường giờ này xung quanh đây chỉ có mỗi mình thức thôi. Không biết nên kể chuyện gì cho mọi người nghe nhỉ? Bình thường có Mang Đệ ở đây nói chuyện vui tiêu táo hay hơn. Hôm nay đêm muộn mấy lôi ra đấy, có khả năng để kể cho mọi người câu chuyện YouTube thôi. Với một YouTuber. Thật ra mình là cái người lại kể lại. Tôi cứ kể lại, kể tường tận. Thật ra mình học sau khi học xong trường đại học xây dựng thì cũng có đi làm một số chỗ như kiểu là chưa xin được việc chính thức ấy, là đi làm điện nước này. À, điện nước mình làm từ năm sinh viên năm thứ 3 mình đã làm điện nước rồi. Điện nước này, được cắt bê tông này và làm chuyển bưu kiểu như đóng dấu bưu điện rồi lung tung, khá là đủ nghề.
Ngày đấy làm điện nước mới khổ. Khổ lắm. Làm ở chung cư cao tầng. Chung cư cao tầng thì đang ăn không muốn kể lại câu chuyện này nhưng mà đã kể rồi. Chung cư cao tầng thì nó mọi người biết khi lên đến tầng cao hai mấy đó thì thợ xây nó sẽ đi vệ sinh ở đâu không? Đấy, nó sẽ vào những cái khu vệ sinh mà chưa làm xong á là bệnh rồi đấy. Đấy, thế là anh em mình làm điện nước ấy là phải chống thấm cổ ống này. Đấy, cổ ống điện nước này rồi đục những cái đường điện rồi đường nước ở trong nhà vệ sinh ở trong khu cao tầng đấy. Thế là vào cái á, úi dồi ôi, có những khu ruồi nhặng nó bay tứ tung. Mà ngày đấy là còn bị quỵt tiền. Còn mãi sau tình cờ mới biết đến YouTube. Cho nên mình làm YouTube thì cũng đam mê từ ngày đấy. Không được tiền. Từ cuối 2016 cơ. Làm mấy tháng rồi không được tiền. Xong là bắt đầu được tiền thì được lần đầu tiên mình nhớ là được 20 triệu. 20 triệu đấy, hơi bị to đấy. Đó, 20 triệu là rồi hình như cũng cuối năm 2016, đầu 2017. Được 20 triệu này. Xong rồi là mà đấy là do ông anh giúp thôi. Chứ ngày đấy chưa làm được tiền mấy. Xong mãi sau YouTube khó khăn. Đầu 2017 thì mình về quê. Tại vì lúc đấy đam mê YouTube quá không bỏ được. Không ra tiền không bỏ được. Nhưng mà cũng không bỏ, thế là về đây lại làm nhạc sống cho, gọi là đi làm thuê làm nhạc sống. Xong cuối 2017 thì mình lại quay lại làm, gọi là làm react. Nói chung là cũng kiếm được đôi chút. Xong mãi sau đến cũng khó khăn, YouTube lúc đấy khó khăn. Xong đến cuối 2019 cuối 2018 này, tháng 17 tháng 9 2018 thì bắt đầu mình làm video đầu tay của kênh Tama TV. Lúc đấy là rủ máu lưỡi găng rồi ấy. Đó. Rồi bắt đầu là từ ngày làm Tam Mao rồi. Nói chung là cuộc sống nó khác. 2 tuần thì bắt đầu mang lệ và mình kênh lên rất là nhiều. Và lên mạnh lắm. Thì mọi người để ý. Trên YouTube lại xuất hiện nhiều cái mà bảo là anh em Tam Mao thế này thế nào. Nên là làm sóng mà để ý nhiều lắm. Cuộc sống đảo lộn nhiều. Những ngày đầu tiên làm YouTube thì khá là khó khăn. Làm Tam Mao khá là khó khăn. Vì thứ nhất là người ta kiểu như ở trên mạng hay ghen ăn tự ở. Thế nên là kênh Tam Mao của mình bị đánh gậy này, bị cắm gậy này, bị người khác chơi xấu này rất là nhiều. Nhưng mà không chết kênh. Và không ăn, nhưng mà lại không ăn được video lên. Thế mình mới bảo là giờ không biết làm nào thôi, đành phải làm một kênh mới là ẩm thực Tam Mao. Thế bắt đầu phát triển kênh ẩm thực Tam Mao. Xong là nó mạnh hơn kênh Tam Mao. Thì 2 tuần sau đấy, kênh Tam Mao được mở tải lên. Lúc đấy lại phải cảm ơn những cái người mà chọc máy mình để mình có thể có cái cơ hội khác là tạo thêm kênh ẩm thực nữa. Thế là mình có 2 kênh to nhá. Xong được dính một cái vòng vụ thịt con chim quý á. Vòng vụ này cũng đau lòng. Mệt. Không muốn nhắc lại luôn. Nhưng mà vụ đấy là
chính xác là anh em mình bắt được con chiên đấy là lúc nó còn sống. Sau nó chết thì ai biết được, chết thì chả thịt. Nhưng mà đúng rồi, thịt con không nên thịt. Cũng không phải cái gì mà ăn được. Cái con gì đẹp là khó ăn lắm. Đó. Không giờ thấy bị làm phạt là phía bên bạn này. Rồi tưởng trình này. Rồi báo cáo rồi cái lung tung này. Nhìn cái loại giấy tờ mà bị phạt hành chính nữa. Nhưng mà bây giờ từ cái đấy mới rút được kinh nghiệm là trên mình nhiều con sách đỏ lắm. Nó chạy đầy đường lắm. Nó ngoan bắt phải nó. Thịt nó các bạn xem thấy là chết toi. Người lan man nữa không? Chả biết thế nào. Chả biết là đang kể cái câu chuyện gì nữa. Nói chung là một là mọi người cứ thấy cái hào quang của một người làm YouTube đó. Nó thực sự là cũng khó khăn chứ không phải dễ đâu. Chỉ là lúc đầu tiên anh em mình làm tam ma mình lên ấy, thì rất nhiều người, thậm chí ở làng mình có những người không biết gì về YouTube, không biết gì về làm video hay kia cả, cũng bỏ một số tiền ra mua máy tính về, mua kênh bật kiếm tiền về làm YouTube. À, nói chung là sẽ rất là khó. Kể cả những lúc anh em mình nổi lên, rất nhiều bạn sang muốn là quay nhờ này, quay cùng các kiểu, mình đều đồng ý hết, đến nhà quay và kia hết. Nhưng mà mọi người không hiểu được là nó sẽ tụt rất nhanh. Rất nhiều rất nhiều người đó thất bại. Cái giấc mộng YouTube nó hại quá là nhiều, khá là nhiều người bỏ việc này, bỏ kia để đâm đầu vào, hôm sau đều lại chết hết. Em nói thế thôi chứ ngày xưa mình chả có việc thế nên mới làm ấy. Làm YouTube thì mình khẳng định là may mắn nó đặt hàng đầu nữa. Cái chất riêng là cái thứ hai, may mắn là nó là cái hàng đầu. Chứ mình không treo được nó, mình chỉ có cái đam mê thôi thì chưa đủ, phải theo được nó. Mình nhớ bạn mình có những người 6 tháng, 7 tháng không kiếm được đồng nào, nhưng mà sau đấy mà kiếm rất nhiều tiền. Nói chung là đam mê là bất diệt. Vì nhiều cái nó đưa đẩy mình cực kỳ luôn. Như anh em mình, mọi người nhìn thấy một cái cuộc sống nó là chướng gác, bọn này vui thế nhỉ. Ngày đi chơi, quay được video này, up lên YouTube này, lại có tiền này, lại còn lại được đi chơi nữa. Nhưng mà mọi người không biết được, đúng là những cái đấy là vui thật. Bây giờ mình nói thật là cũng không, nếu mà không làm YouTube thì giờ mình không biết làm cái gì cả. Thật sự luôn. Nó là cái vui nhưng mà nó cũng khá là mệt. Chứ không phải vui bình thường là như thế là đấy. Bình thường bọn này cứ về làm cái đi chơi xong rồi lại có clip ra là được. Ok. Đấy, đến tận bây giờ khoảng tầm 2 giờ sáng rồi mình chưa ngủ. Đấy, cái sáng mai này. Đấy, mai biết quay gì này. Vì anh em mình thì chả có ai quản lý, thật sự quản lý nhau chỉ nhau suốt ngày. Gọi là
Làm thì có, thật ra anh em mình làm chỉ có 3-4 anh em thôi. Những công việc như đi gọi là làm hoặc đi chơi kia gọi là vừa làm vừa chơi. Còn đâu những việc về sau là về dựng video hay tất cả những công việc khác thì đều mình tự làm. Vì nó là cái tâm huyết mà cũng không muốn thuê hay không muốn bảo ai làm, không muốn, nó nhiều thứ lắm. Mặc dù mình làm video chưa được hay nhưng mà nó là cái tâm huyết và những cái mình muốn nó như thế này, muốn như thế nào đấy, thì nó nói lan man quá, ăn hết dĩa cơm rồi. Chứ ra cái câu chuyện gì cả. Thực ra là cái món này mình cực kỳ thích nè. Lúc nào nói nhá là chén cái món này. Bình thường là không có xúc xích đâu, có 2-3 quả trứng nhá, chập và cho cái chiều rán vào chả này, cho nước mắm mì chính vào để nó khoáng lên, đã tơi bời lên, xong cho cơm nguội vào ăn, number one. Không phải canh kiếp được cả à, ngon lắm. Tại mọi người cứ bảo sao mình không béo được à, ăn uống suốt ngày không béo, đi quay hôm nào ăn này, ăn bảo là ăn thân đồ ngon này, ăn nhiều như thế mà không béo. Ôi giời, nói thật với mọi người là khoảng tầm là một ngày mình ăn mấy bữa nhỉ, chỉ ăn bữa này là bữa ngon nhất này. Tối là chiều tối kiểu như quay xong á, bắt đầu ăn nhá, ăn xong rồi về ngang bụng tối có ăn được cơm rồi đấy, hoặc là trưa cũng thế, sáng ăn quay video ăn rồi thì chưa ăn cơm thế nào được. Đã đồng bắt được con này chén này, nướng cá này, rồi các thể loại câu cá này. Ui rồi, thực chất trên video nó chưa thì lột tả hết cái cuộc sống của anh em mình đi bắt được con gì thịt con đấy chén luôn tại chỗ đấy. Nó ngon hơn nhiều là đi về nhà ăn cơm, nhưng mà lại bỏ bữa cơm ở nhà, thế nên là chả béo được. Phần nói chung là lan man quá. Nói chung là một cuộc sống cũng đáng mơ ước nhưng mà cũng khá là mệt mỏi đấy. Bên nói thế nào đấy nhỉ? Nói chung là làm một YouTuber nó không dễ dàng. Khá là một cái gì? Căng thẳng. Ui, lan man nhiều quá. Chào mọi người, phải đi nghỉ tí ngủ cả. Lên chạy nốt cái video, không bắt đầu đi ngủ này. Sáng mai nhá, sáng mai mình phải 7 giờ mình phải dậy rồi. Đấy, 7 rưỡi dậy là mất tiền, bị phạt. Nhưng mà hôm nào mình 6 giờ 6 rưỡi là mình dậy rồi. Thôi, chào tất cả mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamatibi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamatibi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về, mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá.
Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn thiện cho mọi người nhá. À, và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nhá mọi người nhá. À, ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamang TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.